hello mọi người, chào mừng mọi người đã tới với YouTube của Mập. Thì hôm nay là Mập sẽ không ăn nữa, nhưng mà Mập sẽ review cho mọi người một cái quán cực kỳ ngon. Nó nằm xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Những bạn nào mà hay đi Vũng Tàu đó, mình thay vì mình ăn bánh khọt, vú sữa, trứng gà lòng đào, thì hôm nay chúng ta đã có một cái món mới ha. Mình chỉ cách 12 cây số đúng không? Chỉ cách 12 cây số thôi. Đây là gà nướng muối ớt. Gà ướng muối ớt Long Sơn phải không? Ngoài đảo. Đảo Long Sơn nha mọi người. Đây là ngoài đảo đây, mình sẽ cho mọi người xem cái mâm gà. Trời ơi, cực kỳ ngon luôn. Mình đã thử qua và bây giờ mình sẽ review lại cho các bạn. Ha, khi mà các bạn kêu cái này á, một phần gà này các bạn hãy kêu kèm phần combo. Combo xôi ăn chung mới ngon. Rồi, vô nha, bây giờ mình bắt đầu mình vô nha. Rất là lịch sự, một mâm như thế này thì chỉ có 190 ngàn. Hai sị, ok. Đó, mình sẽ cắt. Hello chị Phụng, chị định ăn em hả? Ăn em luôn. Đó, mình sẽ cắt ra xương xương nha. Chị ăn em nha. Sẽ đẩy lại cho mọi người xem. Một con gà rất là to, mình sẽ bắt đầu với có nước chấm đặc biệt nha. Nói chung là Phụng thường là Phụng đánh giá những cái món nào ăn ngon á là quan trọng là ở cái phần mà cái nước chấm của nó, tại vì cái nước chấm nó sẽ làm cho cái món ăn của các bạn sẽ hấp dẫn hơn á. Mà bây giờ mình sẽ xé nó. Ham. Phần đùi. Mọi người nhìn thấy không? Thịt gà nướng muối ớt cực kỳ ngon luôn. Tại vì á, bình thường á, những cái chỗ nướng gà muối ớt khác á, nó sẽ bị khô cái phần da ở ngoài á, sẽ khiến cho cái món ăn của mình nó bị sao ta? Nó bị khô, cái cổ không có hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử cái món này. Rồi, chấm nước sốt. Nước sốt, ủ lộn, nước chấm này á, nó là một cái nước chấm muối ớt. Bình thường thì mình ăn muối ớt xanh, nhưng mà đây là muối ớt đỏ và có một tí sữa nữa. Ngon lắm luôn nha mọi người. Cái gà này á, mình nướng á, nó không có bị quá khô cái thịt á. Ví dụ như mấy bạn ăn những cái gà nướng khác á, nó hay bị khô. Khô ở cái phần thịt ở bên trong nè, nó sẽ khiến cho mình ăn bị mắc cổ họng, giống như là ăn xong rồi tao không muốn nuốt trôi luôn á mà. Nhưng mà đặc biệt gà nướng ở đây, thịt gà ở trong rất mềm. Và cái da của gà á, cái lớp nước sốt mà áo lên để mình nướng á, rất là đều. Ngoài muối ớt ra, hình như ở đây có ướp mật ong nữa bạn. Mình nghe một cái mùi mật ong nhẹ nhẹ thanh thản thôi, nó không có quá nồng. Tại vì nồng nó sẽ khiến cho mình bị ngấy á. Ăn kèm miếng trôi em. Chị, cái này trên đây có mật ong nữa đúng không? À, giấu hả? Giấu công thức hả? Giấu kỹ cái biết liền. Chết mẹ, sao tôi vô duyên quá. Mọi người nhìn ở bên trong nướng gà. Nướng giống vậy đâu lo. Ừ, mình cũng nướng không giống vậy. Nướng rất là đều, không biết làm sao mà nướng đều hay vậy luôn á. Ở bên trong á, dưới cái lớp thịt gà này, nó có mỡ, mọng nước, đúng rồi, mọng nước luôn á. Mọi người nhìn cái miếng gà cực kỳ ngon. Mình chấm vô miếng nước sốt. Nước sốt này có pha sữa nữa. Dấu bí quyết. Nhưng mà mình ăn cho mình nghe cái mùi mình biết. Đây. Thì cái gà ngon quá là trời. Ở bên dưới cái lớp da gà được áo nước sốt muối và mật ong thì nó có mọng nước ở bên dưới này, mọi người thấy không, nên nó sẽ khiến cho cái gà ăn rất là béo. Đây là một cái review thực sự của mình mà mình cảm thấy giống như là bình thường mình đi Đà Lạt á, bữa mình đi Đà Lạt mình ăn con gà nướng nhiều 600 mấy đúng không, dở ẹt, khô lắm, nó bị khô cái thịt á, cái thịt nó khô eo mà mọi người ăn vô mắc nghẹn lắm. Gà hình là gà bị
gà giống như là gà bị còi vậy. Thì á, mọi người á, nếu như mà ai muốn biết địa chỉ này á, thì em sẽ comment bên dưới cho mọi người, để mọi người đi Vũng Tàu, mọi người ghé qua ăn. Chỉ cách chỉ cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 12 cây thôi. Đâu phải là đi Đà Lạt mình mới ăn được thịt nướng đâu mọi người. Đây là lần đầu mình ăn một con gà mà nướng mọng nước như vậy. Thơm lắm nha, thơm cực kỳ. Mấy bạn có thể đi phượt á, thường thường mình thấy mấy bạn trẻ bây giờ rất là thích đi phượt. Mấy bạn phượt ra ngoài chỗ này ăn một cái rồi về, tao nói mày cũng mãn nguyện ngủ một đêm tới sáng ngủ ngon giấc luôn, cực kỳ ngon. Thơm lắm. Mình sẽ chấm vô nước sốt. Đây nước sốt có pha sữa nên nó béo á, mình ăn kèm gà nó mặn mặn, ngọt ngọt béo béo, rất là ngon. Trời ơi, mày xin cho bực nước sốt được vậy. Nãy Hùng ăn hết nguyên con gà của mình rồi, nó ăn thêm con gà nữa vậy. Nó ăn hai con nữa vậy. Nè mọi người nhìn cái phần thịt, thịt gà nha. Đó, ví dụ như bình thường mình ăn nó sẽ bị khô ngay chỗ này nè, nhất là những cái kiểu giống như là đùi đồ á. Chỉ ủa cái này là cái gì ta, cái má đùi đúng rồi. Cái má đùi. Cái má đùi thì nó sẽ bị khô khô nè, ăn không có ngon, không ngon lành gì luôn á. Mà cái món gà muối này mấy bạn có thể, bạn nào không ăn cay được bạn cũng có thể ăn được luôn. Rất là ngon nha. Mình ăn kèm xôi là bấy bá thiệt tình. Tao sống 23 năm trên cuộc đời, tao mới biết Vũng Tàu có một chỗ bán gà nướng ngon như vậy á ba. Nhìn đi cho đỡ thèm. Ở đây thì cái view nó cũng cái view thì không có được đẹp lắm đâu mọi người, không được sang thì mình cũng bình dân thôi, nhưng mà đồ ăn ngon. Có nhiều quán á làm cho sang, làm cho cố vô chui vô ăn dữ ạ. Gì vậy? Nhìn ngon không? Ủa hình như tao thấy ai đưa đưa cái giọng đúng không ta? Ồ oh. Hello. Mình bị cận thị mọi người, mình bị loạn thị không có thấy đường ta. Mình ngồi đây nhưng mà để điện thoại đằng đó là mình không thấy đường, mình chỉ thấy màu thôi. Bà sẽ hiểu cho bà thôi. Thì á, nếu như á, mọi người á có dịp đi Vũng Tàu chơi, thay vì mình tắm biển mình ăn hải sản, thật sự luôn hải sản Vũng Tàu bây giờ mọi người biết không, nó mình cũng không hiểu sao có nhiều chỗ nó bán rất là mắc, mắc hơn Sài Gòn rất là nhiều, mà có nhiều chỗ nó nấu cũng không có ngon đó mọi người. Tại vì cái vị của dân Sài Gòn á với lại cái vị của dân miền Tây á, nó kiểu mình ăn nó hơi đậm đà vị hay là ngọt ngọt chút, còn cái xứ của người ta nấu hơi kiểu dạng giống như là hơi lạc, một là lạc, hai là quá ngọt. Nên là nếu như mọi người có đi Vũng Tàu, mọi người thay vì ăn những món đó, mình ghé qua mình ăn thử gà nướng. Gà nướng ở ngoài đảo, đảo hay đảo gì tao quên nữa rồi. Lâm Sơn. Lâm hay Long? Long. Long, Long, Lâm Sơn. Mọi người nhìn cục thịt gà nè, em xé ra ngay mặt cho mọi người xem nè. Nó cực kỳ mềm dẻo. Nó mọng nước ở bên trong thấy không? Nó không có bị khô, mềm lắm luôn, mình xé cái là ra. Bây giờ thì em sẽ tắt cái YouTube này. Ủa, em sẽ tắt cái đoạn clip này rồi. Em sẽ tắt cái đoạn clip này. Giờ em đi về đây.
Đây là hiện tại là em đang ghé quán ăn trên đường em về Sài Gòn luôn. Bye bye mọi người. Con gà ngon ha, nhìn ngon ha, thơm cực. Mọi người thấy không, nó mọng nước tới nỗi mà nó còn nhiễu tỏng tỏng xuống đây rồi. Cái này không phải là dầu mà bị bỏ rẹt nha, nó là mỡ thơm lắm. Bye bye mọi người. Bye bye. Ai tắt giùm em, anh tắt giùm em đi. Bye bye.